Xin được gửi lời chào đến quý phụ huynh và các bạn học sinh đã cùng đồng hành trong số tiếp theo của chương trình Nhân văn Talk Show Chuyện ngành, và tôi là Quốc Huy. Và đối với ngành học của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ngành ngôn ngữ Anh. Xin được trân trọng giới thiệu người sẽ cùng đồng hành, đó chính là tiến sĩ Nguyễn Thị Như Ngọc, phó trưởng khoa khoa ngữ văn Anh. Xin được chào cô ạ. Xin chào Quốc Huy, xin chào quý phụ huynh và các bạn sinh viên tương lai đến với khoa ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Sở Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa cô, ngành ngôn ngữ Anh được biết tới là một ngành học có cái sự đa dạng rất là cao, không chỉ là đến từ chương trình học, chất lượng giảng dạy của giảng viên, mà là còn đến cả từ cơ hội nghề nghiệp cũng rất là rộng mở. Vậy thì ngày hôm nay em xin phép được hỏi cô một vài câu hỏi xoay quanh ngành ngôn ngữ Anh để giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về ngành học này cô ha. Và đối với câu hỏi đầu tiên, đó chính là cũng một cái sự thắc mắc của các bạn học sinh, đó chính là trong thời kỳ mà công nghệ đang phát triển vô cùng mạnh mẽ như hiện nay, trong thời kỳ số hóa cũng như là hiện đại hóa, thì ngành ngôn ngữ Anh nói riêng cũng như là ngành ngôn ngữ nói chung, thì với sự phát triển của công nghệ có ảnh hưởng như thế nào đến với những ngành này, cô ạ? Cảm ơn Huy. Thì đây là một câu hỏi rất là hay và rất là nhiều người quan tâm. Thì chúng ta biết mình đang trong cái nền giáo dục 4.0, tức là đi kèm với cách mạng công nghiệp 4.0, tức là công nghệ ngày càng bùng nổ trong thời đại kỹ thuật số. Vậy thì cũng giống như các cái ngành khác, không chỉ ngôn ngữ mà các ngành khác thì ngôn ngữ Anh cũng phải áp dụng rất là nhiều cái công nghệ. Vì vậy và công nghệ ảnh hưởng rất là lớn trong phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập cũng như phương pháp đánh giá. Và các bạn nếu mà các bạn không biết sử dụng công nghệ thì các bạn không thể đáp ứng được với cái nhu cầu đòi hỏi của các nhà tuyển dụng trong tương lai. Cho nên là mình theo cô nghĩ rằng là công nghệ đã hỗ trợ rất là tích cực cho cái ngành học này. Ví dụ như các bạn học về ngôn ngữ thì ngày nay không còn bị rào cản về không gian địa lý nữa, bởi vì mình có internet, cho nên mình có thể vào mạng và mình học được rất là nhiều nguồn từ các cái nước khác trên thế giới nữa. Và các bạn cũng có những cái ứng dụng, ví dụ như trong ngoại ngữ thì mình có biên phiên dịch chẳng hạn, thì mình thấy có rất là cái nhiều phần mềm dịch thuật và hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Còn các bạn học về văn hóa văn học thì các bạn sẽ tìm được các cái nguồn tác phẩm tài liệu về văn hóa văn học. Nói chung là các bạn sẽ có rất nhiều thứ để khám phá từ cái công nghệ. Và đối với chương trình đào tạo của ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì không biết là định hướng đào tạo của nhà trường đối với ngành học này là gì, và đâu sẽ là những kỹ năng mà sinh viên nhân văn có thể có trong quá trình chúng ta chinh phục thị trường lao động, cô ạ? Thì hiện nay nếu mà theo em gọi là định hướng ở bên có chính xác hơn là bên mình gọi là ba cái chuyên ngành, khoa ngữ văn Anh, thì đào tạo chương trình ngôn ngữ Anh, và khi các bạn lên năm thứ hai, cuối năm thứ hai thì các bạn sẽ bắt đầu chia chuyên ngành, thì mình sẽ có ba cái định hướng hay là ba chuyên ngành. Thứ nhất là văn hóa văn học, thứ hai là ngữ học giảng dạy, và thứ ba là biên phiên dịch. Thì cũng giống như tất cả các cái chương trình đào tạo về ngôn ngữ ở các trường đại học khác ở trong nước cũng như trên thế giới, người ta sẽ hướng đến đào tạo cho các bạn bốn nhóm kỹ năng của thế kỷ 21. Thứ nhất là kỹ năng tư duy, thứ hai là kỹ năng giao tiếp, thứ ba là kỹ năng sử dụng công nghệ, và thứ tư là kỹ năng sống. Thì tất cả những cái kỹ năng này đều đã lồng ghép trong các môn học từ năm nhất cho đến năm thứ tư, để các bạn có thể đáp ứng với cái thị trường lao động. Cụ thể hơn, ví dụ như là các bạn đối với ngôn ngữ Anh á, thì các bạn về tư duy là các bạn sẽ học những cái môn để các bạn nghe nói, đọc viết, đọc hiểu, và các bạn phải áp dụng cái kỹ năng tư duy của mình để hiểu các bài và có thể giao tiếp làm bài cho tốt. Rồi các bạn còn học thêm những cái môn để nói về cái kỹ năng giao tiếp, như là kỹ năng và public speaking, nói trước công chúng, hoặc là các bạn yêu cầu được làm các cái công việc như các cái project, các cái dự án trong lớp để các bạn có thể giao tiếp với các thành viên trong lớp của mình. Rồi các bạn phải học những cái kỹ năng về sử dụng công nghệ, thì cái này là một cái không thể thiếu trong cái chương trình đào tạo. Các bạn phải biết ứng dụng công nghệ trong giảng dạy nè, ứng dụng công nghệ trong dịch thuật nè, ứng dụng công nghệ trong cái sự để tổ chức các cái ngành liên quan đến văn học là văn hóa vân vân. Và quan trọng nhất là các bạn phải có học thêm các cái kỹ năng sống, chẳng hạn kỹ năng là việc đội nhóm nè, kỹ năng tra cứu thông tin nè, vân vân. Thì ở khoa ngữ văn Anh á, thì các bạn sẽ hướng tất cả những cái kỹ năng này để làm cho các bạn có thể trau dồi một kỹ năng đặc biệt quan trọng, đó là kỹ năng học tập suốt đời. Cảm ơn cô. Và những cái thông tin vừa rồi có thể thấy là ngành ngôn ngữ Anh đã trang bị cho các bạn sinh viên rất là nhiều các kiến thức, không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là cả những kỹ năng để các bạn có thể hoạt động trong lĩnh vực này sau khi chúng ta tốt nghiệp. Dạ, và em xin phép được hỏi kỹ hơn, đó là về các chuyên ngành.
thì đầu tiên đó chính là chuyên ngành văn hóa văn học. Thì em cũng mới nghe lần đầu thôi và em cũng đang rất là tò mò, không biết là ở chuyên ngành này thì những môn học các bạn sẽ học là gì, và để có thể theo đuổi cái chuyên ngành này thì nó có những cái thuận lợi và khó khăn gì hay không? Dạ. Thì đó cũng là một câu hỏi rất là hay, và đây cũng là một cái điểm tự hào của khoa ngữ văn Anh. Thì so với các cái chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh ở các trường đại học khác thì các bạn sẽ không thấy cái chuyên ngành là văn hóa văn học. Vì ở cái nôi của khoa ngữ văn Anh chính là ngữ và văn. Cho nên là văn học đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, vì vậy mà chúng tôi quyết định là giữ lại cái chuyên ngành này. Về phần kiến thức thì các bạn sẽ chia làm hai cái khối, tức là kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục cũng như là Đại học Quốc gia. Tiếp theo là kiến thức chuyên ngành thì các bạn sẽ học một số môn liên quan đến văn học, chẳng hạn như là nghiên cứu các tác phẩm và lịch sử phát triển của văn học. Rồi các bạn, đặc biệt là các bạn sẽ chia làm hai mảng, đó là văn học Anh và văn học Mỹ. Các bạn sẽ học những tác phẩm từ cổ điển cho đến là đương đại để các bạn có cái góc nhìn rất là sâu về văn học. Về văn hóa thì các bạn cũng học những cái vấn đề văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh trên thế giới, đặc biệt là nước Anh và nước Mỹ. Và các bạn cũng học những cái môn như là intercultural communication, là giao tiếp liên văn hóa. Cái này rất là cần thiết trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay, khi làm việc trên cái, để trở thành một cái công dân toàn cầu. Và các bạn sẽ học thêm những cái môn giống như là business culture, văn hóa doanh nghiệp, cũng rất là cần thiết. Nói chung là các bạn sẽ học được rất nhiều cái kỹ năng và cái kiến thức để liên quan đến văn hóa văn học. Và ở đây không phải tập trung để mà các bạn chỉ làm ở mỗi lĩnh vực này, mà những kiến thức đó nó đều rải rác đâu đó trong tất cả các ngành trong xã hội. Chẳng hạn như các bạn làm về truyền thông thì các bạn cũng cần một chút về văn học, cũng cần một chút về văn hóa. Rồi các bạn làm về các cái cơ quan nhân sự chẳng hạn thì các bạn cũng đều cần cái đó. Chính vì vậy mà các bạn bên văn hóa văn học họ có một cái lịch học rất là phong phú và có rất nhiều cái hoạt động. Và bên cạnh đó thì khoa cũng tổ chức rất là nhiều cái seminar, tức là các chuyên đề mời các cái chuyên gia về văn hóa văn học để trao đổi, chia sẻ cho các bạn. Đó là cái con đường ngắn nhất để các bạn có thể học được nhiều cái điều mà nó sát với thực tế hơn. Và ngoài ra thì các bạn gặp những cái thuận lợi thì hiện nay như chúng ta nói ngay từ đầu, bạn đã Quốc Huy đã hỏi cô là cái công nghệ nó giúp ích gì, thì đó là một cái sự bùng nổ về thông tin. Các bạn có thể tra cứu rất là nhiều và các bạn cũng nhờ có công nghệ mà chúng ta có thể giao tiếp với được các cái bạn khác trên thế giới. Các bạn có nhiều cái chương trình giao lưu và các bạn học hỏi rất là nhiều, và đó là những cái thuận lợi. Tức là các bạn có nhiều cái góc nhìn lắm, các bạn có thể học được rất là nhiều nguồn tài liệu tham khảo cũng như là với nhiều cái đối tượng giao tiếp trên thế giới. Về khó khăn thì cũng vì cái sự bùng nổ thông tin này cho nên là đôi khi thông tin nó sẽ quá tải, vì vậy các bạn phải học được cái kỹ năng để mà xử lý thông tin cho nó chính xác. Và nhiều khi giống như em lần đầu tiên khi em nghe về cái môn học này á, em cảm giác là không biết là các bạn sẽ làm cái gì, các bạn chỉ làm về văn chương hay văn hóa thôi không, nhưng mà thực ra thì vì vậy cho nên là khi người ta mới nghe đến, người ta không biết là các bạn đi học là làm cái gì. Nhưng mà thực tế thì sinh viên mà tốt nghiệp khoa văn hóa, cái bộ chuyên ngành văn hóa văn học của khoa ngữ văn Anh á, có mặt ở rất là nhiều các cái cơ quan, các cái tổ chức vân vân, và các bạn làm ở nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy mình phải làm sao cho cái xã hội, là các doanh nghiệp họ hiểu nhiều hơn, thì họ thấy cái ngành này nó rất là rộng, và các bạn đó phải biết cách làm sao để mà tự giới thiệu mình cho ta biết nhiều hơn, để mà cái cơ hội nghề nghiệp của mình nó được rộng mở hơn. Dạ, có thể thấy đây là một chuyên ngành rất là phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên có đam mê tìm hiểu về văn học nước ngoài hay là những cái quốc gia mà nói tiếng Anh, về văn hóa, về ngôn ngữ, không chỉ là về ngôn ngữ mà còn tất tần tật về cuộc sống của họ, đúng không ạ? Dạ. Và đối với một chuyên ngành tiếp theo cũng được rất là được nhiều các bạn học sinh quan tâm, đó chính là chuyên ngành biên phiên dịch. Thì có một cái nỗi lo hiện nay mà em cũng ghi nhận được, đó chính là các bạn có cái sự lo lắng về việc là các công cụ dịch thuật ngày nay đang quá là phát triển đi, dịch rất là sát về câu chữ, thì không biết là liệu có ảnh hưởng đến cái sự cạnh tranh của các bạn trong quá trình mà chúng ta chinh phục thị trường lao động không, thưa cô? Cảm ơn Quốc Huy. Cái đây cũng là một cái nỗi lo mà khi mình đi tham gia các cái diễn đàn về dịch thuật á, người ta hay rất nói đến cái vấn đề này. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cái gì nó cũng có hai mặt của nó, và nếu như mình biết cách áp dụng một cách hài hòa thì nó sẽ rất là lợi ích cho cái việc học. Hiện nay thì do có công nghệ cho nên là mình có rất nhiều cái phần mềm dịch thuật, và cái phần mềm mẫu viết chẳng hạn như Google Translate, và mới đây nhất là có ChatGPT, thì các bạn đang sử dụng rất là nhiều và các doanh nghiệp cũng đang sử dụng rất là nhiều. Vì vậy mà cái
khối lượng mà văn bản dịch truyền thống á, nếu nó không quá đòi hỏi sự khắt khe, tiêu chuẩn cao thì người ta sẽ sử dụng những cái phần mềm này. Tuy nhiên nó khi mà các bạn đang học cái chuyên ngành đi phiên dịch thì các bạn sẽ học một cái môn gọi là sử dụng công nghệ thông tin trong dịch thuật, và cái này nó hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Thay vì trước đây mình dịch một tác phẩm hay là một cái văn bản mà có độ dài khoảng 100 trang thì mình mất cả tuần, 2 tuần, thì bây giờ mình có thể rút ngắn nó. Và vì vậy mình phải tận dụng công nghệ để mình tiết kiệm được thời gian và công sức, và cũng như nâng cao chất lượng của mình. Thì các bạn phải biết học cái kỹ thuật là edit, có nghĩa là phải biết đọc lại cái văn bản và có những cái chỉnh sửa phù hợp. Thì công nghệ hỗ trợ cho các bạn, nhưng bên cạnh đó đòi hỏi các bạn phải nỗ lực. Và cái này thì ví dụ như có những cái tác phẩm mà nó đòi hỏi cái tính nghệ thuật hay là tính sáng tạo cao, như là văn học hay là các bài thơ, bài hát, thì máy không thể hỗ trợ cho con người được, và con người lúc đó mới phát huy cái sự sáng tạo của mình. Và các bạn biên phiên dịch phải biết cách để làm sao cho nó phù hợp hơn. Vì vậy thì theo cô nghĩ thì các cái phần mềm dịch thuật hay cái công nghệ nó sẽ là cái trợ cụ đắc lực, chứ nó không có làm cho mất cái thị phần của cái người dịch. Bởi vì thực ra trên thế giới hiện nay cái nhu cầu giao tiếp giữa các quốc gia rất là lớn, và người ta nói là nếu mình sẽ không có cái giao tiếp toàn cầu nếu như mình không có dịch thuật. Cho nên cái việc làm cái cơ hội cho những bạn học ngành biên phiên dịch là không bao giờ cạn. Vì vậy mà các bạn bên cạnh cái sự hỗ trợ của các cái công cụ công nghệ thông tin á, thì các bạn phải biết cách học để làm sao trau dồi về kiến thức ngôn ngữ, viết lại là kỹ thuật dịch, kiến thức về lý thuyết dịch, để mình có thể nâng cao cái chất lượng của bản dịch của mình. Mình tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh mà các cái khách hàng của mình cảm thấy hài lòng. Dạ, vậy thì có thể tổng kết lại thì cái khía cạnh mà có thể vẫn giữ cho là những cái người làm biên phiên dịch có lợi thế hơn so với các công cụ, đó chính là cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta dịch thuật, đúng không ạ? Đúng rồi, cảm xúc, cái đó người ta nếu mà trong chuyên ngành thì người ta gọi là cảm ngôn á. Cảm ngôn, mình phải hiểu được trong cái bối cảnh đó người ta sẽ thể hiện như thế nào, người ta sẽ dùng những ở những cái dân tộc khác nhau với những nền văn hóa khác nhau, người ta sẽ dùng những câu chữ gì, và cái người học dịch người ta sẽ cảm nhận được cái điều đó và để chọn cái câu, cái cụm từ phù hợp nhất. Dạ. Và đối với một chuyên ngành nữa, cũng là một cái hướng đi mà những bạn học ngôn ngữ Anh nói riêng cũng như là ngôn ngữ nói chung cũng rất là quan tâm, đó chính là định hướng giảng dạy. Vậy thì không biết là khi mà chúng ta đã tốt nghiệp bằng cử nhân tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với bằng cử nhân là ngôn ngữ Anh, thì không biết là đã có thể tham gia vào quá trình giảng dạy ngôn ngữ được chưa ạ? Thì nhiều người trong xã hội họ cũng hay đặt câu hỏi về vấn đề này, là các bạn vừa mới ra trường là các bạn đã có thể tham gia vào các cái trường đại dạy học hay không. Thì thực tế câu trả lời là hoàn toàn các bạn có thể làm được điều này và làm rất là tốt. Thực tế cho thấy trong khoa ngữ văn Anh những năm gần đây, thì các bạn sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 là các bạn đã làm việc bán thời gian tại các trung tâm ngoại ngữ. Cho nên khi mà các bạn đi tốt nghiệp là năm thứ 4 á, thì các bạn hoàn toàn đã làm quen với cái môi trường này rồi. Và có một bạn chỉ cần các bạn chỉ đợi đến cái ngày chính thức tốt nghiệp để các bạn có thể được xác nhận là giáo viên chính thức của cái trung tâm đó. Trên thực ra trong cái chương trình học thì người ta cũng đã chuẩn bị là 2 năm đầu là các bạn học về các cái ngôn ngữ, các cái kỹ năng, còn 2 năm sau là các bạn học về các cái kiến thức chuyên môn, về thực hành, về kiến thức chuyên môn, để khi mà các bạn ra trường là các bạn có thể hoàn toàn tham gia vào giảng dạy. Trong các cái môn học thì người ta đều kèm một chút xíu là về thực hành, về giảng dạy, có giảng dạy đánh rải từ năm thứ 2 cho đến năm thứ 4. Cho nên là cô nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn tự tin khi tham gia vào thị trường lao động. Và cho đến hiện nay thì những cái phản hồi của các nhà tuyển dụng đối với lại sinh viên chuyên ngành ngữ học và giảng dạy khoa tiếng Anh á, nó là khá là tốt. Và các bạn thường các bạn sẽ làm hài lòng họ, và họ chỉ có thể góp ý thêm một chút xíu là về những cái nội quy của cái cơ quan đó, những cái văn hóa làm việc của cơ quan đó thì các bạn cần phải học thêm. Còn về cái mặt chuyên môn và giảng dạy thì hoàn toàn là khoa ngữ văn có thể đảm bảo. Dạ. Và là một người đã hoạt động rất là lâu năm ở trong quá trình quản lý cũng như là giảng dạy, thì cô có biết là có thể là chia sẻ đến với các bạn học sinh về đâu sẽ là những cái điểm đặc trưng của ngành ngôn ngữ Anh tại trường Nhân văn, và cũng như là đây cũng sẽ là được coi là những điểm thế mạnh của nhà trường trong công tác giảng dạy. Đã có được không ạ? Câu hỏi rất là thú vị, cảm ơn Quốc Huy. Thì theo mình là cái người đã từng học ở trường này,
của khoa ngữ văn Anh. Mình là cựu sinh viên và mình đã tốt nghiệp ra trường và làm việc ở đây là 25 năm. Cho nên mình rất là hiểu về cái chương trình đào tạo của khoa mình. Và đó cũng là một cái lợi thế của khoa mình. Thì năm 2013, khoa mình lần đầu tiên đánh giá kiểm định AUNQA, tức là kiểm định theo chuẩn châu Á cho cái chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh, đạt chuẩn châu Á. Và đến năm 2022, thì khoa ngữ văn Anh đã đạt chuẩn là phi 3, tức là chuẩn của châu Âu. Như vậy, về cái nội dung chương trình, đảm bảo là mình đã được theo kịp những cái nước khác trên thế giới. Vì vậy mà các cái chuyên ngành đào tạo của khoa, như hồi nãy đầu mình có nói là chuyên ngành văn hóa văn học, là một cái điểm đặc trưng so với những nơi khác. Còn biên phiên dịch của mình thì mình cũng rất là tự hào đối với ngành chuyên biên phiên dịch của khoa ngữ văn Anh, là cũng là những cái đơn vị hàng đầu tổ chức những cái hoạt động mang tính ứng dụng cao, ví dụ như là hội thảo giả định, để các bạn có được một cái không gian hội thảo và các bạn thực hành biên phiên dịch giống như những người ra trường hoạt động chuyên nghiệp. Và giảng dạy cũng vậy, hàng năm khoa mình đều có một, hai năm một lần khoa mình có một cái hội thảo là giảng dạy tiếng Anh quốc tế, có nhiều giảng viên từ các trường khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới đến tham gia. Vì vậy khoa mình có những cái diễn đàn cho các bạn thực hành, và đó là cái điều đặc biệt của khoa ngữ văn Anh so với các cái khoa ngôn ngữ khác ở trên thị trường hiện nay. Và đối với các bạn học sinh và sắp tới sẽ là những tân sinh viên của ngành ngôn ngữ Anh, thì đâu sẽ là những kỹ năng cũng như là những tố chất cần thiết để giúp ích cho các bạn trong quá trình chúng ta học tập tại trường ạ? Thì theo nghiên cứu á, thì một khi các bạn học ngành ngôn ngữ thì cái yếu tố đầu tiên quan trọng nhất là các bạn phải yêu thích ngôn ngữ và văn hóa. Các bạn phải có một cái sự thích, một cái khả năng thích thú tìm tòi, tìm hiểu, nghiên cứu về các cái quy luật của ngôn ngữ, bốn cái kỹ năng nghe nói đọc viết. Tại vì nếu mình học ngôn ngữ mà mình không thông thạo về bốn kỹ năng này thì nó cũng rất là khó. Và tiếp theo đó thì các bạn phải có một cái khả năng làm việc đội nhóm. Tại vì ngày nay mình học ngôn ngữ để giao tiếp, vì vậy các bạn phải thực sự là thích giao tiếp, để mà các bạn có thể có những cái hoạt động tương tác trong lớp và các bạn có thể trau dồi cái bản thân của mình. Và ngoài ra thì các bạn cần phải có một cái kỹ năng nữa là thích tìm tòi học hỏi. Thì như chúng ta thấy thời đại bùng nổ kỹ thuật số thì đâu đâu người ta cũng có thể học tiếng Anh được. Tiếng Anh bây giờ nó không còn về cái bị cản trở bởi rào cản địa lý, về không gian hay là về thời gian nữa. Các bạn có thể chủ động lên internet tìm hiểu thêm những cái nguồn tài liệu tham khảo ngoài những cái gì mà thầy cô dạy trên lớp, để mở rộng thêm kiến thức của mình. Vì vậy cái khả năng mà tự học, tìm tòi học hỏi rất là quan trọng. Và một cái kỹ năng nữa mà cô nghĩ là trong ngành nào cũng cần, chứ không phải là mỗi cái ngành ngôn ngữ thôi, đó là kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng các bạn phải linh hoạt nữa. Tại vì giao tiếp nó không cứng nhắc trong những gì mà các bạn học trong sách giáo khoa, mà tùy theo cái tình huống mà mình phải biết chỉnh sửa lại cái câu đó. Như vậy thì cái việc mà mình học, mình sẽ cảm thấy nó là một cái niềm vui, chứ nó không phải là những cái công thức hoặc là những cái mình phải, cái quy tắc mà mình phải ghi nhớ. Và đặc biệt khi mà các bạn đến với khoa ngữ văn Anh á, một cái điểm mạnh của khoa ngữ văn Anh là khi các bạn học năm thứ nhất, năm thứ hai, các bạn sẽ học bốn cái kỹ năng này rất là kỹ, và học thêm những cái kỹ năng bổ trợ như là phát âm nè, ngữ pháp nè, và mình sẽ học thêm một số lý thuyết nền để giúp cho mình có thể tự tìm hiểu thêm trong cái lúc mà mình thực hành. Và các bạn học sinh thì cũng đã có thể là ghi chú cho mình một số những cái từ khóa nho nhỏ để có thể cho mình một cái hành trang trước khi chúng ta bắt đầu học. Dạ, và có một số những cái quan điểm đã em ghi nhận được, đó chính là chương trình học tại Nhân Văn thì nó sẽ rất là nặng về lý thuyết, và điều này nó cũng không tránh khỏi, không khác so với ngành ngôn ngữ Anh. Tức là khi mà các bạn nhắc đến ngành ngôn ngữ Anh tại trường Nhân Văn thì các bạn sẽ nghĩ là sẽ học quá là nhiều về lý thuyết, và các bạn nghĩ rằng sẽ không có quá là nhiều những kỹ năng để giúp cho các bạn có thể ứng dụng thực tiễn trong tương lai, và nhà trường sẽ cần phải thay đổi cũng như là cải thiện chương trình học để có thể nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường lao động. Vậy thì không biết là cô nghĩ sao về quan điểm này ạ? Ra thì cũng có những người họ nói như vậy, và thậm chí họ nói khi mình học ngôn ngữ Anh thì mình có hơn gì so với học IELTS hoặc là các cái chuẩn TOEFL gì quốc tế đó. Thì thật ra thì cái tên gọi của khoa ngữ văn Anh và nó không thay đổi là bởi vì cái phần ngữ, tức là phần lý thuyết về ngôn ngữ, nó cực kỳ quan trọng và nó làm nền cho mọi cái việc mà thực hành sau này. Chính vì vậy trong chương trình của khoa ngữ văn Anh mình sẽ thấy một cái sự phân bố về mặt lý thuyết nó khá là vững vững chắc trong nhiều năm đó, có nghĩa là nó chiếm khoảng 1/3
còn 2/3 còn lại là mình thiên về thực hành. Thì và cái này cũng là một sự khác biệt. Từ vì khi mà các bạn học mà có một cái lý thuyết về ngôn ngữ vững chắc thì các bạn có thể tự mình học hỏi thêm để có thể phát triển được cái kỹ năng học tập suốt đời. Thì trong cái những cái giá trị cốt lõi của ngôn ngữ Vân Anh nó nằm ở trong cái chữ là E-Fair. E là viết tắt của chữ Excellence, tức là kiến thức toàn diện xuất sắc. Rồi tiếp theo là chữ F là Flexible, là khả năng mà thích ứng linh hoạt của các bạn trong mọi tình huống. Và A là Aspiration, là một cái nguồn cảm hứng, các bạn phải tự tìm tòi, tự tìm cơ hội học tập cho mình. Và I thì trước đây nó là Integrity, là thể hiện một cái sự liêm chính, một cái sự bản lĩnh của các bạn trong học tập, và các bạn phải vượt qua những cái khó khăn, nhất là các bạn mà đến từ những cái vùng khác không phải là thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn, thì các bạn thường có cái mặc cảm là mình sẽ thua các bạn ở trong này về cái sự giao tiếp. Tuy nhiên thực tế là như hôm nay công nghệ đã giúp các bạn sang bằng cái phần đó, cho nên các bạn không phải việc phải lo lắng, mình phải tự tin, phải hội nhập. Còn một hiểu nghĩa ngữ kỹ khác là integration, là sự hội nhập, hoặc là intercultural communication, là giao tiếp viên văn hóa. Thì cái từ này bản thân nó cũng rất là flexible. Và cái chữ cuối cùng là responsibility, là trách nhiệm. Vậy trong cái năm cái giá trị cốt lõi của khoa ngữ văn nó đã thể hiện trong tất cả các môn học. Chính vì vậy mà cái phần lý thuyết á, thì ở đây các thầy cô trong khoa ngữ văn Anh cũng như là trường đại học Sổ Nhân Văn nói riêng, nói chung thì là mỗi năm đều có tham gia những khóa học và cập nhật về phương pháp giảng dạy, cho nên các thầy cô sẽ cố gắng cho các bạn học một cái lý thuyết thật là vững để từ đó các bạn có thể thực hành được. Thì theo cô nghĩ thì cái lý thuyết mình không nên hiểu theo một kiểu cắn nhắc là cái chữ lý thuyết thôi, mà cái lý thuyết này để vận dụng cho việc thực hành nó hiệu quả hơn. Dạ, và cuối cùng thì ngành ngôn ngữ Anh cũng được các bạn học sinh biết tới là một ngành học có tính chất ứng dụng cũng như là liên ngành cao. Cũng có rất là nhiều những ghi nhận cũng như là nhiều những cái tấm gương của các anh chị các tiền bối đi trước. Đó chính là học ngôn ngữ Anh có thể hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như là truyền thông, văn hóa, văn học, thậm chí là pháp luật cũng có luôn. Vậy thì không biết là cô đánh giá như thế nào về cơ hội nghề nghiệp của ngành ngôn ngữ Anh trong tương lai thưa cô? Nếu mà nói về cơ hội nghề nghiệp thì mình nghĩ rằng các bạn học ngôn ngữ Anh thì cơ hội nghề nghiệp của bạn rất là rộng mở, và cái duyên của các bạn, cái duyên nghề nghiệp của các bạn nó rất là lớn. Nó cũng, và một phần nữa nó phải tùy thuộc vào khả năng của các bạn nữa. Thì nhiều bạn, cô nghĩ là các phụ huynh đang xem chương trình này, hoặc là các bạn mà sinh viên tương lai của trường Đại học Sở Nhân Văn xem chương trình này sẽ thắc mắc về cái câu hỏi học ngôn ngữ là gì. Và mình cũng hay hỏi những cái câu hỏi này cho tân sinh viên. Học ngôn ngữ là bạn học cái gì? Thì thường các bạn sẽ trả lời là học 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Nhưng mà nó không dừng lại ở đó. Khi mình học ngôn ngữ thì mình sẽ học luyện thật các cái kỹ năng như các bạn vừa nghĩ. Tuy nhiên mình sẽ có những cái văn bản, những cái tư liệu, những cái thông tin họ sẽ nói về đất nước nè, về con người nè, về văn hóa của cái nước mà sử dụng cái ngôn ngữ mình đang học. Chẳng hạn như là khi mình học ngôn ngữ Anh thì mình sẽ hiểu về văn hóa và đất nước của những nước mà sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, hoặc là thứ hai, hoặc là thứ ba gì đó. Cho nên là khi như vậy thì các bạn sẽ học một chút về khi nói về đất nước, mình sẽ học về kinh tế của đất nước đó nè, chính trị của đất nước đó nè, hệ thống pháp luật của đất nước đó nè. Cho nên là khi mà các bạn đã có một cái kiến thức nền nó khá là rộng, cho nên là khi các bạn mà đi ra sau khi tốt nghiệp á, thì những cái kiến thức nền đó cộng thêm với kỹ năng ngôn ngữ làm cho các bạn trở nên rất là linh hoạt, và các bạn có thể làm đa ngành đa nghề, giống như em nói, có thể làm trong kinh tế, có thể làm trong các cái cơ quan giáo dục, các cái cơ quan văn hóa, thậm chí các bạn có thể làm cái nhà báo cũng được, về truyền thông nè, rồi các bạn cũng có thể làm về business vân vân. Ví dụ như bản thân cô khi mà mình học về về ngôn ngữ Anh, sau đó mình phát triển cái chuyên ngành đi phiên dịch chẳng hạn, mình có thể đi dịch cho các cái kiểm định về giáo dục, mình cũng có thể dịch về các cái buổi phiên dịch về các cái chủ đề như kinh tế, chính trị, văn hóa ở một cái mức độ mà mình đã chuẩn bị đủ sâu. Như vậy thì nhờ các kiến thức ngôn ngữ và đặc biệt là tiếng Anh, mình có thể tra cứu tài liệu, mình có thể mở rộng kiến thức của mình. Vì vậy cái tính liên ngành của nó rất là cao. Và nếu như kinh nghiệm của em cũng như thế thì em sẽ thấy là rất là nhiều cựu sinh viên của ngành ngôn ngữ Anh có mặt mọi nơi, trong nhiều cái lĩnh vực. Mình có nhớ một lần mình mời một cái chuyên gia về nói chuyện với các bạn về cơ hội nghề nghiệp á. Thì chuyên gia này là hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, và có nói với mình một câu là để mà đào tạo một cái nhân viên mà có thể hiểu biết về cái thủ tục hải quan chẳng hạn thì nó có thể mất 3 tháng, nhưng mà để đào tạo một nhân viên mà giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh á, thì 3 tháng không thể làm.
Chính vì vậy đó là một cái lợi thế khi mà chuyên gia này đến nói chuyện với sinh viên của khoa Anh, cảm thấy các bạn rất là tự tin trong giao tiếp và họ cảm thấy là nếu như khoa Anh, các bạn sinh viên của khoa Anh được tạo điều kiện để học thêm những cái chuyên môn của những ngành nghề khác thì nó sẽ không mất thời gian và các bạn có thể làm được. Dạ, và có thể thấy thì đối với cái tính chất liên ngành này cũng sẽ mở ra cho bạn rất là nhiều các cơ hội, nhưng mà tuy nhiên thì song song với đó cũng sẽ đòi hỏi các bạn sinh viên phải tự học, tự trau dồi kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau nếu như các bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực đó, có đúng không ạ? Thầy cô cũng định hướng các bạn ngay từ khi là cuối năm thứ 3, chuẩn bị lên năm thứ 4 là các bạn đi sâu vào các chuyên ngành. Ví dụ như các bạn muốn ra trường, mình đi vào một cái công ty hay là một cái tổ chức mà mình có sử dụng tiếng Anh, tuy nhiên cái công ty đó nó hướng về luật chẳng hạn hay hướng về business thì các bạn học nên học thêm một vài cái kỹ năng liên quan đến cái này thì như vậy sẽ rất là tốt. Ví dụ như các bạn muốn đi về chuyên về biên phiên dịch y khoa chẳng hạn thì các bạn có thể học thêm một vài khóa học về tiếng Anh y khoa hoặc là phiên dịch y khoa, như vậy thì ra trường mình sẽ cảm thấy là tự tin. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng được nghe rất là nhiều những thông tin bổ ích và những kinh nghiệm quý báu xoay quanh ngành ngôn ngữ Anh và cùng được trò chuyện cùng với cô tiến sĩ Nguyễn Thị Như Ngọc trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Dạ, em xin được cảm ơn cô vì rất là nhiều những thông tin bổ ích mà cô đã chia sẻ với các bạn học sinh cũng như là quý bậc phụ huynh trong số phát sóng lần này. Dạ, và hy vọng rằng quý bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sau buổi phát sóng ngày hôm nay sẽ ghi nhận được cho mình rất là nhiều những thông tin bổ ích để phục vụ cho quá trình chúng ta xét tuyển cũng như là lựa chọn ngành học và môi trường mơ ước của mình trong tương lai tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và một lần cuối thì xin được gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.